Chào các bạn đến với kênh Ba Tin Thằng Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu là mẫu xe Drift. Đây là những chi tiết khi mình đập hộp ra. Đây là phần đầu xe, đây là phần khung xe, đây là phần ghế ngồi, đây là cục sạc, đây là bằng pin của nó. Pin đặc biệt, pin là lithium, sử dụng rất là bền. Đây là phần ốc kèm theo xe để ráp. Tiếp theo là mình sẽ phân tích phần đầu xe. Đây là phần đầu xe. Phần đầu xe thì có bao gồm động cơ. Động cơ thì có loại là 200W, 250W và 350W. Watt là cái gì? Nói chung là nó lệ thuộc vào tốc độ chạy xe. Ví dụ như 350W có thể chạy từ 10 cho đến 15 km/h. Còn 250W thì có chạy từ 8 đến 10. Còn nhỏ hơn thì nó chạy chậm hơn. Trên thị trường thì nó có nhiều loại động cơ khác nhau, thì nó sẽ có mức giá khác nhau. Bạn nào quan tâm thì có thể inbox vào Zalo số của mình, và mình sẽ tư vấn cụ thể cho mình vừa túi tiền mà lại hợp theo nhu cầu của mình nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ phân tích về những cái nút này ở trên phần đầu xe nè. Nó có 3 tốc độ chạy. Tốc độ số 1 là chạy chậm nhất, số 2 là nhanh hơn xíu, và số 3 là nhanh nhất. Để cái này để thiết kế cho những các bé mới tập chạy leo lên xe sở đó, thì mình bật số 1 là chạy chậm nhất. Đây là phần này, phần còi. Đây màn hình hiển thị pin. Đây là phần bộ chìa khóa của xe. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu về phần khung xe. Đây khung. Riêng khung xe này bên mình thì có 3 loại: khung dẹp, khung vuông và khung tròn. Đây là khung dẹp. Đây các bạn nhìn thấy khung dẹp, đây là khung dẹp loại rút nha, có thể rút tăng giảm nè, các bạn thấy nhìn thấy nè, đây có các lỗ nè, có thể rút là sườn dài ra để cái phần tay lái của mình có thể được ngồi thoải mái hơn đó. Phần khung tròn á là nó sẽ bền nhất. Khung dẹp thì nó cũng tốt hơn khung vuông. Tiếp theo mình là sẽ hướng dẫn các bạn ráp chiếc xe này. Bên mình còn các mẫu khác các bạn có thể tham khảo ở website batintangshop.vn. Bên mình có rất nhiều mẫu xe drift và các phân khúc giá về động cơ loại 200, 250W và 350W. Các bạn có thể tham khảo trên web. Xin chào các bạn, mình xin kết thúc video này.